Chưa được ăn, anh đi đâu mà giờ này chưa ăn? Trời ơi, hôm nay hóng hớt drama. Mới hóng xong. Cái ma gì? Thằng làm chung á, thằng iOS nó làm chung á, nó làm chung nó làm bên iOS. Nó nộp đơn xin xin nghỉ hôm nay. Tại nó thấy làm áp lực quá, nộp đơn xin nghỉ. Thì nó tìm được cái chỗ làm khác rồi. Nó nộp đơn xin nghỉ. Thằng kia, thằng manager gọi cho nó, kêu nó bây giờ thôi mày đừng có nghỉ, mày nghỉ giờ tao tìm người, rồi mất công mất thời gian training này kia nữa, kêu nó đừng có nghỉ. Ngân nghỉ ý ôi, thế là nó ở lại gặp thằng cờ, gặp anh là anh đã một lần đã chụp mít là nghỉ luôn chứ không có dù ở lại. Nó trả được cái mức lương thêm hay như thế nào đấy chứ không Biết vậy gì nữa. nào hả? Chắc cả thấp hơn bên chỗ này chứ. Anh mà đã submit rồi ở lại làm gì nữa, mà thấy bên đó là làm tại quầy rồi, bên đó là làm mà thấy không ổn rồi, mà với lại mấy thằng bên đây nữa, mấy thằng thằng manager với thằng leader bên đây nữa, nó quá tệ, nó làm như mình là má slave, nô lệ với nó. Nói chung là làm leader mà không biết cách manage cái project trước sau thì cũng đi bụi tội nghiệp. Thấy là thấy hai thằng làm mà hai thằng bên nó làm thấy tùm lum hết trơn, mà làm ăn cái mợ gì mà bữa giờ mà thấy còn tè le hết trơn. Rồi gặp thằng leader quán ăn suốt ngày hỏi làm tới đâu rồi, khi nào có, khi nào submit, khi nào chuẩn release không à, cứ ngồi hỏi rồi hỏi progress, hỏi hỏi chừng nào xong, chừng nào cứ làm vậy không mẹ. Cái gì ai mà không mệt, ai mà không chán. Anh cũng muốn cứ nghỉ mẹ làm dập chán, mà gặp thằng manager, gặp thằng leader mất dạy nên chỉ còn được là níu kéo thằng manager. Manager mà tệ quá thôi má bỏ chạy luôn. Hai thằng đồng hồ nói chuyện của nó ra, nó gọi anh chắc phải cả tiếng rưỡi đồng hồ á, mới đi tập thể dục về vừa tới nhà mất chìa khóa tao ngồi ngoài cái nó gọi cái Thằng xin nghỉ à? chat. Ừ, tại vì nó là nó vào sau anh có 2 3 tháng gì à, tức là nó ở đây với anh là cũng hơn 5 năm rồi đó, nghe không? Tức là anh vào là tháng 11, là nó hình như là vào tháng 4, tháng 5 hay là tháng 3 gì đó. Hai thằng má ở lại sống da như đĩa rồi hết ga hay gì trời, má hết hồn. Cuối cùng nó suy nghĩ, nó cười. Hai thằng thực ra là nó làm không tốt thôi, đó là nó làm như nó làm dự án ngoài nữa, thời gian đâu mà làm. Vậy không tập trung vô một cái được nên là Thấy rồi nó anh bên không đây đâu không còn đâu tài luôn quầy á. ra, huống gì mà làm kiểu như hàng bên đó. Hàng làm bên đó má như là ngồi nó nồi như ngồi như mà nó cưỡi ngựa sinh hoa, mà làm gì nổi, trước sau cũng đẫm. Anh đã thấy trước điều đó rồi, gì mà sống được. Nguyên cả đám manager rồi gì leader đang chờ bill của tụi nó, mà bây giờ cứ làm chưa tới đâu mà chờ cái gì, mai lại hứa tiếp. Hứa thật nhiều phát, hứa thật nhiều thôi. Không quan tâm, không phải chuyện của tôi rồi. À, được cái nó làm vậy thì mình cũng khỏe. Mấy sếp đều nó không biết là mấy thằng manager, mấy thằng leader đang làm anh như hạch.
làm cái quần què gì mà báo cáo rồi những cái thứ mình chưa làm. Tụi leader gì kỳ vậy? Báo cáo những cái thứ mình chưa làm là đang làm rồi, dù ai đâu làm cho đó rồi. Tới lúc nó hỏi, hỏi xong chưa rồi có cứt đâu mà báo cáo. Leader gì đâu mà. U là trời. Chị đến ngoại phòng cái số người em mà chưa có di chuyển, không có ra. Chị không thấy đâu, chị lục thấy mấy thùng chị kiếm được cái thằng mà có dán đề can của cái túi 10 gram mà mình đóng sợi, chị lấy đại luôn rồi chứ giờ không kiếm ra. Ăn gì cho mình ăn nè. Sáng ăn cục xôi. Bây giờ nhịn luôn. Sáng cục xôi giờ này nhịn chứ làm gì ăn. Chưa tắm đâu. Mày nấu không mới đi tắm mà mới đi ăn. Mai là có nam ma. Ăn gói mì rồi ngủ mẹ đây mà lỡ lấy thịt ra ngoài bỏ ra ngoài rồi phải nấu chứ không mất công bỏ tới bỏ lui hồi hư luôn cục thịt đi ngủ rồi. Ây da. Canh bí đỏ vô heo bà vợ ơi. Hử? Bí đỏ vô heo. Bí đỏ vô heo ngon mà, sao vậy? Sao mà cái gì lên sao bà? Ngon quá gì, bí đỏ bở còn ăn bí đỏ mình sực 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 mình không ăn. Bí đỏ mà sực sực là sao? Bí đỏ bở là sao? Có bở. Ủa thì nấu lên cho nó bở ra. Là em biết má. Má cũng vậy á, anh là anh thích ăn là anh thích ăn cho nó cái nát bét á, còn má là má ăn phải nguyên cục á. Má nát quá bà ơi, không nghe được.
bình vậy chứ. Ăn đi ngủ mấy đi bà vợ. Còn xôi không? Chút nữa ngủ dậy đói hay sao? Ăn hết rồi. Là mới ăn hồi nãy luôn. Mày ăn yếu à. Để đây anh chạy đi tắm nữa. Mới chạy bộ với người Trung Quốc. Ngủ với bà già, ngủ với bà già.
nước nó cũng đục ngầu hả? Anh phải luộc xong bỏ một cái nước, bỏ nước một lần đầu đi, đi xong. Bỏ luộc rồi, luộc rồi. Thằng nào nấu cũng luộc hết trơn á. Không luộc là nó nổi mấy cái bọt còn ghê hơn nữa. Anh bỏ cái nước đó đi luôn. Đúng rồi, bỏ luôn mà. À, nấu mà giò lúc nào nó có nước cũng đục đục vậy. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên đó bụng rồi. Nó submit cái thư xin nghỉ việc rồi. Manager mới gọi lại. Sao anh có ý tự ý định? Sợ nó cắt nguyên cái project thôi, cho nó bỏ cái project hay là nó thấy team này là không ổn, nó bỏ nguyên team là mới mệt chứ. Còn mình thì đâu có vấn đề đâu, tại vì ngày nào họp mà cuối ngày á, nó cũng nhìn, lúc nào nó cũng nhìn thấy cái list mà bên iOS á, một đống lỗi, ai nó cũng nhảy vô nhìn chằm chằm nó thấy. Mà tại sao hứa từ thứ sáu xong cái hứa là thứ hai, hết ngày thứ hai vẫn chưa có, hứa thật nhiều, thật nhiều, kia ông ôm nhiều, ông ôm thêm cái công việc ở ngoài nữa, thành ra là đúng rồi, thành ra nhiều khi bên công việc ở ngoài nó cũng hố, nó cũng phải chạy việc cho người ta. Nhắm làm được mới ấy chứ, ham quá, ham kiếm thêm, ham này ham kia quá, cuối cùng chẳng cái nào ra cái nào hết. Hai bà hai đứa nó làm ẩu lắm, anh biết mà, làm chung với nó mấy lần biết là ở giờ ẩu mà còn nói chung là nó làm cái gì á. Ngon nữa, hảo chứ, chú chín mà ơi, nước ngon rồi, cái nước là thơm rồi, này mà chan miếng canh, có miếng ngò gai nữa, ồ cha, nhức cái nách, tự nhiên bình thường muốn không muốn đi muốn nhức cái nách. Câu đó của chị Trinh đó. Chị Trinh, thôi tao không muốn đâu, tao không ăn đâu, bình thường không muốn thì muốn ăn chi để rồi nhức cái nách.
đây giờ cái động nó thành chỗ của mấy vô gia cư nữa luôn rồi trời. Nó quay quay rồi bà vợ ơi, nó quay quay rồi. Quay đâu, em thấy bình thường. Bên anh thấy nó quay quay rồi. Nay đi siêu thị mua được 10 trái bắp, 3 bình sữa, bỏi bịch giấy rách mẹ mất, phải ôm về tới tận nhà, thằng chịch. Quá trời nặng luôn. Nay tính gì nấu bắp ăn mà nó gọi xong cái rồi. Khỏi nấu luôn, nấu mấy cái bắp mít khi nào mới ăn được luôn. Thế là khỏi nấu luôn. Rồi nấu giò khi nào ăn? Nấu giò, giờ ăn liền luôn, húp miếng canh rồi đi ngủ thôi. Giò thì có ăn liền mà. Nó bằng nhánh chín ăn giò. Sao nói bị dấp vừa, anh cháu nói bị giật quá, không nghe được, anh nói gì? Nói rồi, bắp nấu bằng chín nhanh hơn nấu giò chứ. Bắp là phải ăn liền, để qua đêm nó không ngon. Ý là nấu ăn liền. Thì ngủ xong ăn liền. Phải cắt ra nữa, với lại lỡ rã đông cục thịt rồi, rã đông cục giò rồi. Lỡ rã đông rồi chứ không à. Nó bắp rồi, rã đông rồi bỏ vô tủ lạnh lại nữa. Mệt. Rã từ hồi trưa rồi chứ. Anh là anh ăn bí đỏ nó phải rụt ra vậy đó. Kinh chan lên cơm ăn mới ngon. Bữa nấu lần bị má chửi. Mày ăn gì đâu mà rụt hết trơn, còn gì nữa đâu nhai. Mẹ con. Bởi vậy cái bếp này chỉ nên một người đứng thôi. Hai người đứng giờ quýnh nhau. Cho chồng đứng hết. Mà hay quá. Trời, à, ok đứng hết luôn. Cứ vợ đi nuôi anh là được, đi làm nuôi anh là được. Anh muốn đứng không. Muốn anh đứng ở đâu cũng được. Không. Sẽ nói là cho đứng hết mà là hết toàn bộ luôn. Muốn anh đứng ở đâu cũng được. Đâu, đã nói là cho đứng hết luôn mà. Toàn bộ không ai đâu phải đứng nấu ăn không. Cô như bà rồi. Quê tôi đầy. Xẹp đi luôn. Xẹp được chưa? Miễn cho nó có xẹp được rồi chứ. Không ai cũng thấy cái rõ ràng luôn.
Tôi căng được mấy lá bí đỏ. Trong khi đó ra chợ mua trái bí đỏ ăn thấy mẹ luôn. Giờ này thằng leader đâu nhảy vô hỏi hỏi là tụi bay làm tới đâu rồi.
ra đây ngủ. Ngủ chung với homeless này. Hay quá. Ở đây mát ghê á. Ngủ tới chừng 4-5 giờ sáng chui vô. Dựng cái lều lên này ngủ thôi. Một giờ rồi ngủ nghỉ gì nữa. Ừ. Kêu ngủ miếng đi không chịu, tối thức khuya. Không hết. Cà phê. Trời ơi. Hay quá. Phê đâu ra uống? Mua. U là trời bữa nay sáng mà chạy đi không uống cà phê nữa. Uống cà phê mà ăn xôi nữa. U là trời. Bụt bụt đi. Bà nhức bà rồi. Uống cà phê. Ăn xôi. Cái bụng nó ấy luôn. Táo bón luôn. Táo bón cho ấy chỉ gì. Uống cà phê luôn, ăn xôi nữa. Mới ăn rau thôi, nhiều. Mua sữa chua với Thôi, anh không tin như cái đó. Chỉ có uống ăn rau nhiều thôi. Chỉ cần ăn rau nhiều là xong rồi, tại sao phải tốn tiền mua rô bi với sữa chua làm chi? Hay ghi ăn rau nhiều là xong. Ai vậy ta? Trời ơi, mát quá. Em ở ngoài đây. Ngoài đây có chuột nha. Má đang ngủ để chuột cắn sao ta. Mát quá. Chắc đi mua cái quạt quá. Mùa hè nó nóng. Mùa hè bật. Có cái quạt nữa ngủ là đúng bài luôn á. Mà tại chiếm chỗ á. Cái mùa đông mà lấy cái quạt để đâu. Mà năm nay tính không có nóng lắm nha. Năm nay thôi thì tháng 8 tới nơi rồi mà đâu có nóng nảy gì đâu. Mọi năm là giờ này nóng má thấy mẹ rồi. Trời, nguyên có tuần sau mắc rồi luôn á. Thích cái thời tiết này ghê á.